Sáng nay, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh chủ trì hội nghị đánh giá các bộ chỉ số và triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao các bộ chỉ số năm 2024 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu quận, huyện, thị xã và xã phường, thị trấn. Thời gian qua, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đề án 06 của thành phố có chuyển biến tích cực, thực chất, hiệu quả. Cụ thể, chỉ số cải cách hành chính PR Index năm 2021, 2022, 2023 đứng trong top 10. Đặc biệt, về năm 2022 và năm 2023, PR Index của thành phố xếp thứ 3 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 7 bậc so với năm 2021. Chỉ số CBAT của thành phố tiếp tục duy trì năm thứ 5 liên tiếp, đạt trên 80% năm 2023, tăng 9 bậc so với năm 2022. Xếp vào nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương có chỉ số hài lòng cao. Kết quả chỉ số BCI của Hà Nội năm 2023 đạt 67,15 điểm, xếp thứ 28 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 0,41 điểm. Công tác chuyển đổi số đề án 06 được triển khai quyết liệt, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, thành phố đã triển khai ứng dụng công dân thủ đô số AI Hà Nội, kênh tương tác giữa chính quyền với người dân, các vấn đề về đời sống dân sinh, công khai minh bạch, để người dân tham gia đóng góp cải cách hành chính, chuyển đổi số, chung tay xây dựng thủ đô. Tại hội nghị, đại biểu đã nghe được đánh giá và phân tích chính xác, khách quan, các giải pháp cụ thể nâng cao các chỉ số CBAT, PR Index, BCI, BGI của thành phố Hà Nội.